cõi mạng dậy sóng khi Đi Táp nói trang Pháp khó chịu. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là show truyền hình thực tế đang được quan tâm. Là giám đốc âm nhạc, Đi Táp mới đây đã gây bão cõi mạng khi có chia sẻ về chị đẹp khó tính, khó chịu. Trang Pháp biết mọi thứ chút chút, ý tưởng sáng tạo điên rồ, là mất thời gian tranh cãi, là người toàn năng và giỏi, nhưng khi làm việc tìm quốc không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Đã có vô số những phản hồi về nhận xét này của Đi Táp, nhưng thật lạ khi họ bị phản bác nhiều hơn là sự đồng tình. Vì sao lại như vậy? Tham gia trả lời truyền thông mới đây, những chàng trai Đi Táp đã có chia sẻ liên quan đến show chị đẹp đạp gió rẽ sóng với vai trò là giám đốc âm nhạc. Khi được hỏi về chị đẹp khó tính nhất, không ngần ngại, những chàng trai trẻ lập tức nói về chị đẹp Trang Pháp. Là chị đẹp Trang Pháp, chị cũng biết mọi thứ chút chút và chị làm nghề cũng rất lâu, đôi khi mình phải cân bằng lại. Điều quan trọng nhất trong chương trình chính là teamwork, tinh thần đồng đội rất là cao. Đôi khi có những quan điểm của chị Trang, những ý tưởng sáng tạo điên rồ của chị Trang khiến chúng tôi phải tốn thời gian để tranh cãi rất nhiều. Sau mỗi lần chúng tôi đưa ra những quyết định cuối cùng thì sẽ luôn là những điều tốt cho cả nhóm và tốt cho cả chị Trang. Sau đó, chị Trang cũng hiểu bây giờ cách làm việc đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Khi làm việc với giám đốc âm nhạc sẽ khác ngày xưa rất là nhiều. Bản thân chị Trang rất toàn năng và khá giỏi, nhưng trong khi làm việc, đặc biệt là teamwork, mình không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân. Khi cầm một bài hát ballad, chúng ta chỉ có thể làm tới màu rock hoặc cùng lắm là alternative rock, chứ không thể biến thành một bài nhạc house trong một show như vậy. Chúng tôi phải chứng minh điều đó với các chị để biết rằng điều đó có phù hợp hay không. Mặc dù cũng dành những lời khen ngợi cho chị đẹp này, song mọi sự chú ý lại đổ dồn vào những lời nhận xét có phần cấn cấn của Đi Táp dành cho Trang Pháp. Chưa tính tới chuyên môn ai giỏi hơn thì chỉ việc nhận xét tiền bối của mình biết chút chút cũng khá giỏi. Làm việc với giám đốc âm nhạc sẽ khác là đã thấy không ổn rồi. Chưa kể Trang Pháp có kinh nghiệm là giám đốc âm nhạc trước mấy ông này nhiều và nhờ những ý tưởng táo bạo của Trang thì những màn trình diễn mới lên top trending. Mấy ông này nói chuyện kiểu chỉ muốn làm việc với người dễ dãi, nói gì làm đó, chứ không thích người sáng tạo và cầu toàn như Trang Pháp. Hay như, biết là Đi Táp giỏi rồi, nhưng mà làm việc tập thể, mỗi thử thách Trang Pháp đều đưa idea để dựng bài cùng Đi Táp. Người ta khó chịu vì có thể chưa đúng ý như Trang muốn, chỉ ý cầu toàn tỉ mỉ từng chi tiết một. Nếu như ai xem vlog trên kênh YouTube của Trang sẽ thấy chị ý nghiêm túc trong công việc như thế nào luôn. Đi Táp cành cao cành bỏng quá, nổi được dạo gần đây nên nghĩ mình là bố đời mẹ thiên hạ. Bản thân biết mình giỏi thì cũng khiêm tốn chút đi à. Nhìn cái cách Trang Pháp nói chuyện với Đi Táp nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ mới biết Trang lễ phép với cả đàn em như thế nào. Sau vụ này dẹp nhé đi với chả Táp. Đôi khi các bạn đang vịnh vào sự công nhận của công chúng nên hào nhoáng vô tình che mất luôn những thứ luôn tiên quyết để giúp mình bền vững hơn, đó là thái độ. Đây chỉ là một trong vô số những bình luận chống lại ý kiến của Đi Táp khi họ nhận xét về Trang Pháp. Thậm chí có netizen còn cất công tìm kiếm bình luận bênh vực những người trẻ đầy tài năng này nhưng lại chẳng thể có. Đáng nói nha, một tài khoản được cho là tác tên Emily, một sao nữ cũng từng có chia sẻ nhận xét đàn chị và cũng từng bị phản đối mạnh mẽ. Bài phỏng vấn EQ cao và hợp với bài tâm sự của Emily đến lạ, phong cách Meet Me Girl à. Mình thập nhau đến vậy thì chơi với nhau thôi nhé. Thà không phát biểu để cộng đồng mạng chỉ đồng đoán thôi, phát ngôn cái là tự chứng thực mấy lùm xùm gần đây, đúng là không có lửa thì sao có khói. Thương Trang Pháp thực sự, bà đã kính tiếng thì chớ, ngồi lên cái mà hết bản thân đến đàn em tỉ đẻo, chán hẳn. Nói về Emily, hãy cùng lật lại những gì Emily được cho là từng nhận xét về đàn chị của mình sau công diễn 3. Emily biết tâm ý của chị Trang trong chương trình đang muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, đặc biệt là ở mảng sáng tác, produce, nên Emily hoàn toàn tin tưởng để chị Trang thỏa sức sáng tạo ở phần này. Thật sự Emily rất cảm ơn team Đi Táp vì đã vất vả rất nhiều vì bọn chị, bị thay đổi liên tục nhưng vẫn hết lòng hỗ trợ cho các chị đẹp ngày đêm. Công này, Emily phải dành thời gian cho cả bài đấu battle, nên ở 2 ngày đầu, Đi Táp đã rất chịu khó ngồi dựng sườn bài với chị Trang, nhưng tổng thể mãi vẫn không ổn, vẫn chưa thật sự trân tru, chắc do nhiều khi Emily bị đòi hỏi hơi nhiều xíu. Thế là mấy đứa nhỏ lôi đầu đội trưởng qua học xem là bài này bà muốn cái gì, vì bọn nhỏ nó nghe từ cái sườn bài xong, nó hoang mang quá. Với những từ tổng thể mãi chưa ổn, chưa thật sự trân tru hay nhiều khi do Emily đòi hỏi hơi nhiều xíu, nhiều người đã ra lời nghi vấn Emily hạ Trang Pháp xuống để nâng mình lên. Về phía Trang Pháp thì sao? Khi cả mạng đang phùng lên bên vực thì cô nàng lại không có chút động tĩnh. Thậm chí Trang Pháp còn từng lên video nói lời cảm ơn đầy chân thành với Đi Táp. Bên dưới bài đăng này, nhiều người đã nhắn nhủ Trang Pháp khỏi cảm ơn vì những gì họ nhận xét về cô nàng. Hiện tại sự việc vẫn đang gây xôn xao cả mạng, còn bạn thấy sao? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để Abyss được biết nha!